Đàm phán Nga-Ukraine liệu có đạt đột phá? Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2 ở vùng biên giới Ukraine và Belarus gần sông Pripyat và nhận được sự chú ý cao độ của dư luận quốc tế trước câu hỏi liệu hai bên có đạt được đột phá. Đây chắc chắn không phải là hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Nga Putin, mà giữa phái đoàn hai nước. Văn phòng của ông Zelensky cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gọi cho nhà lãnh đạo Ukraine vào ngày 27 tháng 2 và cung cấp các đảm bảo an toàn, khẳng định ông Lukashenko chịu trách nhiệm đảm bảo mọi máy bay trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ vẫn yên vị trong thời gian phái đoàn Ukraine di chuyển, gặp gỡ và trở về nước. Theo tin tức trên CNN, cùng ngày trong một tuyên bố ngắn gọn trên truyền hình, Tổng thống Ukraine cho biết, ông không trông đợi nhiều từ cuộc đàm phán. Tôi sẽ nói thẳng như mọi khi, tôi không thực sự tin vào kết quả của cuộc họp này, nhưng hãy để họ cố gắng. Như thế không người dân nào của Ukraine có thể nghi ngờ rằng tôi, với tư cách là Tổng thống, đã không cố gắng ngăn chặn chiến tranh khi có cơ hội dù nhỏ nhoi. Ông Zelensky cũng không đồng ý với bất kỳ điều kiện hay nhượng bộ nào trước khi đàm phán, tuyên bố rõ rằng sẽ không để Nga chiếm thế thượng phong sau các cuộc tấn công vô cớ. Trao đổi với các phóng viên, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei cũng tuyên bố Kiev sẽ không đầu hàng và trông đợi cuộc đàm phán với Moscow sẽ dẫn tới kết quả là quân Nga rút khỏi đất nước ông. Ông cho biết, do quan ngại về an toàn, đoàn đại biểu Ukraine sẽ không đi đường thẳng mà sẽ vào Belarus từ phía Ba Lan, tại chốt kiểm soát cầu Warsaw. Về phía Nga, giới phân tích cho rằng Tổng thống Putin ít nhất cũng có một khoảng trống tiềm tàng để rút khỏi cuộc chiến nếu quân đội Nga tiếp tục gặp phải sự chống trả của lực lượng đối địch. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng và giới quan sát lo ngại căng thẳng giữa Nga và phương Tây về khủng hoảng Ukraine thậm chí có thể dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân khi người đứng đầu Điện Kremlin ra lệnh cho quân đội Nga đặt các lực lượng răn đe hạt nhân trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với các đe dọa từ NATO. Giữa bối cảnh đó, giới phân tích đặt ra câu hỏi liệu cuộc gặp giữa Nga và Ukraine sẽ mang lại đột phá ngoại giao hay chỉ là một màn trình diễn chính trị. Một số chuyên gia nhận định cuộc gặp là một dấu hiệu tích cực nhưng khó có thể mang lại đột phá, đặc biệt khi Kiev không muốn nghe nội dung gì liên quan đến chuyện đầu hàng nếu Moscow kiên quyết theo đuổi đề nghị này.